Giới thiệu với các bạn một cái mẫu hộp số chia cây Ben. Thì đấy, nguyên lý hoạt động của nó như vậy. Một đầu trục vào và một đầu trục ra. Bình thường thì các bạn không thao tác cái chia chuyển động này thì lực sẽ truyền thẳng ra đằng sau như thế này. Đấy. Chỉ khi nào các bạn thao tác cái cần số thì nó sẽ hướng ra cái phía đầu bơm. Đây là cái phần đầu bơm của nó. Đầu bơm bốn răng các bạn nhé. Cái này khách hàng mua thay thế không cần đầu bơm cho nên em tháo đầu bơm ra. Nhân tiện thì giới thiệu luôn cho khách hàng về cái phần hướng chuyển động là như vậy. Còn khi sang số thì cái phía bên đầu ra là sẽ không có lực, đây là phía đầu ra nhé các bạn nhé. Còn đây là phía đầu vào này. Đấy. Thì phía đầu vào là nó sẽ quay cái bơm này. Đấy. Như vậy có nghĩa là khi các bạn bơm thì xe sẽ không chạy được, xe sẽ không chuyển động. Đấy. Và khi các bạn chuyển động xe thì bơm sẽ không chạy. Nó sẽ không vừa chạy vừa ben được. Đấy, đây là đầu ra các bạn nhé. Đấy, đầu ra này. Đây là số mình đã sang rồi đấy. Đây phần đầu vào là sẽ có bốn răng nối như thế này. Đấy là nguyên lý của cái bộ chia bơm thủy lực, chia ra cái đầu bơm. Đấy, hộp số có dầu nhớt đàng hoàng các bạn nhé. Cái này thì cũng kích thước rất là nhỏ thôi. Đấy, chiều dài của nó khoảng 23 cm. Chiều ngang của nó khoảng 16 cm. Đấy. Sử dụng cốt đầu ra là 4 răng. Và nguyên lý hoạt động thì như em vừa nói rồi đấy. Thì khi các bạn sang số ben thì phần chuyển động ra cầu là sẽ không có. Và khi các bạn chuyển động ra cầu thì ben sẽ không hoạt động. Đấy, nguyên lý hoạt động đơn giản là như vậy thôi. Nó tách cái chuyển động, chuyển hướng cái chuyển động. Thì các bạn mua trọn bộ hoặc là mua lẻ được cái gì thì các bạn có thể là liên hệ để em báo giá, hoặc là sử dụng vào một cái mục đích khác thì cái đấy là do các bạn tùy chọn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.